Xin chào quý vị và các bạn. Kênh Xe Channel là kênh chuyên về xe ô tô và xe máy. Kênh Xe Channel xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn video đánh giá xe Yamaha Jaylus 2017 về ưu nhược điểm vận hành và giá bán. Sự có mặt của Yamaha Jaylus 125 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ giúp phân khúc xe tay ga dành cho nữ giới tầm giá dưới 30 triệu đồng vốn đang được Honda Vision thống trị sẽ trở nên sôi nổi hơn rất nhiều. Mặc dù trước đó Yamaha cũng có một cái tên đóng góp vào phân khúc này là Noza, tuy nhiên không đủ sức cạnh tranh lại đối thủ đồng hương nên đang ngày một mất hút trên thị trường. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết dòng xe tay ga nhiều tiềm năng này của Yamaha qua bài đánh giá xe Jaylus 2017 ngay dưới đây nhé. Yamaha Jaylus Limited Premium bản đặc biệt vừa ra mắt thị trường. Cụ thể, ngày 1 tháng 3, Yamaha Jaylus phiên bản giới hạn đặc biệt đã được ra mắt thị trường với giá đề xuất tương ứng 32 triệu đồng. Đây cũng là phiên bản có mức giá cao nhất của Jaylus. Trong khi đó, ba phiên bản trước của Jaylus có giá đề xuất lần lượt là 27,5 triệu, 30 triệu và 31,5 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, Jaylus Limited Premium mới sẽ được hãng xe máy Yamaha trang bị thêm hai bộ cánh là màu xanh quân đội và xám nhám. Mức giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe này là 31,99 triệu đồng, cao hơn 400.000 đồng so với phiên bản Premium và 4,5 triệu đồng với bản tiêu chuẩn. Yamaha Jaylus 2017 giá bao nhiêu? Yamaha chính là mẫu xe tay ga phổ thông đầu tiên của Yamaha được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key. Tuy nhiên, chỉ có phiên bản Premium mới sở hữu tiện ích này. Các chức năng cơ bản tích hợp trên ổ khóa thông minh bao gồm bật tắt nguồn điện, khởi động, dừng máy. Để khởi động, cần phải bóp phanh tay và gạt chân trống lên. Mở khóa cổ, mở yên xe, định vị tìm xe. Tính năng ngắt động cơ tạm thời xuất hiện trên hai phiên bản, Deluxe và Premium. Yamaha Jaylus 125 có mặt trên thị trường với 3 phiên bản standard gồm 4 màu Candidate, Deluxe Black, Pure Blue, Deluxe White. Phiên bản Deluxe với 3 màu Premium White, Grey Full Green, Brown. Phiên bản Premium với 2 màu là Matte Black và Unban Blue. Yamaha Jaylus 2017 là mẫu xe tay ga sở hữu thiết kế lạ mắt, lấy cảm hứng từ những mẫu xe tay ga cao cấp tại châu Âu, đi kèm động cơ BlueCoupe 125cc mạnh mẽ. Xe được bán chính hãng tại Việt Nam với giá đề xuất từ 27,5 triệu đồng. Sự có mặt của Yamaha Jaylus 2017 tại thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ giúp phân khúc xe tay ga dành cho nữ giới tầm giá dưới 30 triệu đồng vốn đang được Honda Vision thống trị sẽ trở nên sôi động hơn rất nhiều. Mặc dù trước đó Yamaha cũng có một cái tên góp mặt trong phân khúc này là Noza, tuy nhiên không đủ sức cạnh tranh đối thủ đồng hương nên ngày càng một mất hút trên thị trường. Đánh giá xe Yamaha Jaylus 2017 về thiết kế. Xét về mặt tổng thể, Yamaha Jaylus 2017 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, trông không giống bất kỳ mẫu xe nào trong gia đình xe tay ga của hãng xe Nhật. Làm mẫu xe hướng đến các khách hàng nữ trẻ tuổi là chủ yếu, Jaylus 125 sở hữu những đường nét thiết kế mềm mại, sử dụng nhiều công nghệ hiện đại giúp mẫu xe này phù hợp với phong cách trẻ trung năng động. Những trang bị tiêu chuẩn nổi bật trên Jaylus 2017 bao gồm cụm đèn pha được lấy cảm hứng từ đàn anh Grande và sử dụng bóng halogen 35/35W, đèn hậu và đèn phanh dạng LED có thiết kế khá lạ mắt. Phần mặt lạ có thiết kế bo tròn đi kèm logo Jaylus, dải đèn nét định vị đặt chính giữa, cặp đèn xi nhan đặt sâu hẳn xuống dưới, ăn khớp phần viền yếm xe. Yamaha Jaylus sở hữu chiều cao yên 770mm, cao hơn 20mm so với đối thủ Honda Vision. Chiều dài tổng thể 1850mm, ngắn hơn Vision 13mm. Bình xăng trên Jaylus là 125, là 4,2 lít, trọng lượng không tải 97kg, nhẹ hơn đối thủ 2kg nhưng bình xăng lại nhỏ hơn 1 lít.
Mặt nạ của xe nổi bật với dải đèn nét định vị đặt chính giữa phía dưới logo Yamaha. Đèn xi nhan được thiết kế sâu xuống phía dưới. Mặt đồng hồ là loại analog kết hợp cùng đồng hồ LCD. Hệ thống đèn pha được lấy cảm hứng từ đàn anh Grand và sử dụng bóng halogen 35/35W. Đèn hậu và đèn phanh dạng LED hiện đại. Vị trí để chân của Zelus 2015 được làm bằng phẳng. Mặt trong yếm xe thiết kế đơn giản giúp tăng khoảng để chân cho người cầm lái. Phần yên của Zelus 125 được thiết kế kiểu mới cho dáng ngồi thẳng, cao ráo và hướng mắt về phía trước. Ở dưới phần ốp sườn hai bên có đường gân chìm nổi tạo sự khác biệt so với những mẫu xe khác. Mặt đồng hồ hiển thị được tạo hình giống với cụm đèn pha. Tại đây có sự xuất hiện của đồng hồ analog hiển thị tốc độ tại vị trí trung tâm. Các icon với màu sắc dễ nhìn, hiển thị xi nhan, hệ thống Start Stop. Ngoài ra còn có một hệ màn hình LCD hiển thị thêm thông số hữu ích cho người sử dụng như thời gian, mức tiêu hao nhiên liệu, hành trình. Ổ khóa trên Zelus 125 Standard vẫn là loại tra chìa thông thường trong hệ thống khóa thông minh Smart Key, chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp. Tiến ra phía sau, kiểu thiết kế bo tròn lại được tiếp tục áp dụng ở hai bên sườn phía dưới yên. Tay nắm sắt được thiết kế bản to, chắc chắn. Khoảng để chân giữa có thiết kế rộng, khá thoải mái khi vận hành. Mặt sàn có sự xuất hiện của những mảng miếng dạng gai giúp tăng độ ma sát khi đặt chân. Móc treo đồ đặt tại vị trí chính giữa với đa số những mẫu xe tay ga khác của Yamaha. Không giống như đàn anh Abruzzo, bình xăng trên Zelus 125 vẫn được đặt phía dưới yên xe. Thế nên khoang chứa đồ chỉ có thể có khả năng để vừa mũ bảo hiểm lửa đầu và một số vật dụng cá nhân nhỏ khác như áo mưa, ví, túi sách. Cốp chứa đồ phía dưới yên xe có khả năng để vừa mũ bảo hiểm lửa đầu và một số đồ dùng cá nhân. Bình xăng của xe có dung tích 4,2 lít. Yamaha Zelus 2017 thế hệ mới được trang bị bánh trước kích thước 80/80 14 kèm lốp không xăm, bánh sau 100/70 14 lốp không xăm. Trang bị an toàn cho xe là phanh đĩa thủy lực phía trước, phanh thường phía sau, hệ thống giảm buộc nhún ở trước, giảm chấn dầu và lò xo phía sau. Yamaha Zelus 2017 sở hữu khối động cơ Bluecoat 4 thì cam đơn SOHC, dung tích 125 phân khối, đi kèm công nghệ phun xăng điện tử. Cùng với hệ thống chuyển động CVT, xe có khả năng sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực tại 8.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng trên phút. So với đối thủ Honda Vision, Zelus mạnh mẽ hơn hẳn nhờ khối động cơ lớn. Điều này giúp chị em dễ dàng và thuận tiện hơn trong tình huống lên dốc hay chở theo người đồng hành. Đánh giá Yamaha Zelus 2017 về khả năng vận hành và mức độ hao xăng. Như đã nói ở trên, Yamaha Zelus 2017 sở hữu khối động cơ lớn hơn và mạnh mẽ hơn hẳn so với đối thủ trực tiếp là Honda Vision. Với trọng lượng chỉ 97 kg, từ vị trí đứng yên, chỉ cần nhích nhẹ tay ga, xe đã bắt đầu lăn bánh và không hề có hiện tượng ì hay trễ. Ở tốc độ 30-40 km/h, nếu muốn tăng tốc lên 60 km/h, bạn cũng không mất quá nhiều thời gian để thực hiện. Ở dài tốc độ trên 60 km/h, với một mẫu xe tay ga cỡ nhỏ thì việc động cơ gằn, thân xe có hiện tượng rung lắc là chuyện hết sức hiển nhiên. Tuy nhiên, là một mẫu xe hoàn toàn mới nên Yamaha Zelus 2017 125cc cũng có không ít những nhược điểm cần phải cải tiến. Chiếc Zelus Standard mà tôi đang được trải nghiệm, khi dừng đèn đỏ động cơ vẫn hoạt động, thân xe khá rung. Khi di chuyển ở tốc độ chậm, độ rung của xe lớn hơn nhiều so với mẫu xe cùng phân khúc. Vấn đề thứ hai mà bạn có thể gặp phải khi trải nghiệm mẫu xe này là hệ thống giảm xóc khá tồi. Khi di chuyển qua cầu, mặt đường gồ ghề, lực phản hồi từ xe lên người lái là rất lớn, lớn hơn bất kỳ mẫu xe nào mà tôi từng trải nghiệm. Nếu như muốn phù hợp và hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng là phụ nữ trẻ tuổi yêu thích sự nhẹ nhàng và êm ái, thì mẫu xe này sớm phải cải thiện yếu tố trên. Với tư thế lái, Yamaha Zelus 2017 có khoảng để chân giữa xe khá rộng, khi vận hành cũng như lên hoặc xuống xe đều rất thoải mái. Với chiều cao yên 770mm của mình
Giờ lốp tạo cho người ngồi tư thế lái thẳng, vừa thoải mái, vừa tăng tính thẩm mỹ. Ngoài ra, với trọng lượng chỉ 97kg của mình, việc dắt hay xê dịch mẫu xe này khá dễ dàng, ngay cả với những nữ giới có thân hình không lý tưởng. Như vậy, nhờ thiết kế thanh lịch, hiện đại kết hợp cùng động cơ 125cc mạnh mẽ, Yamaha Raylord 2017 cho thấy mình chính là đối thủ xứng tầm nhất với Honda Vision trong phân khúc xe tay ga dành cho nữ, tầm giá dưới 30 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu như muốn cạnh tranh choang phẳng hơn với Vision, có lẽ Yamaha sẽ sớm phải cho ra mắt phiên bản cải tiến để khắc phục một số nhược điểm, khiến mẫu xe này kém hấp dẫn trong mắt người tiêu dùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh miễn phí và like, comment dưới video để góp ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.